Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, đó là tiếng siêu trầm JBL 120P đen nano. Vâng, về với anh Tuân ở Vĩnh Phúc. Vâng, cái trường hợp này là rất là đặc biệt các bác ạ. Vâng, anh Tuân anh lấy bên em một lúc hai cái sub JBL đen nano. Và bây giờ là bạn của anh lấy thêm một cái sub JBL đen nano nữa giống của anh. Nhưng cái đơn này là bên em gửi bưu điện. Bưu điện và cái trường hợp mà vận chuyển, phía bưu điện đã làm vỡ của bên em. Làm vỡ của bên em. Bên em không bắt khách lấy nhá. Và bên em đã gọi điện cho anh ý là bên em sẽ cho hồi về đổi và đổi cho anh cái khác. Vâng, và bạn của anh Tân đã ok đồng ý. Và bên em chờ cái dòng này cũng khá là lâu, và tầm nửa tháng mới được về được ạ. Vâng, và hôm nay bên em sẽ đổi cho anh ý. Vâng, bên em làm ăn rất là có trách nhiệm, rất là có uy tín, chứ không phải là hàng đến tay khách hàng vỡ rồi mà bên em bắt lấy đâu ạ. Vâng, bên em vẫn cho hồi về. Và có anh em có chia sẻ thì mỗi bên chịu một tí tiền cước thì em sẽ đổi cho anh cái mới. Và hôm nay bên em đã về và bên em test cho thực chất được, đó là anh Thắng ở Vĩnh Phúc, và vẫn lấy địa chỉ của anh Tuân. Vâng, em đảm bảo với các bác nhá, bên em làm ăn rất là uy tín, đảm bảo hàng chất lượng. Đấy, lỗi của bên bưu điện và bên em vẫn phải chịu. Và bên em sẽ đổi cho anh một cái mới. Và hôm nay bên em đã làm video để làm video thông báo đến với anh bạn của anh Tuân, anh Thắng ở Vĩnh Phúc, là bên em sẽ đổi. Vâng, anh ok, anh cũng rất là thiết tha, vẫn rất là giữ lời hứa với Zika Audio. Anh chờ bên em cũng khá là lâu. Vâng, thật sự là cái đơn hàng này bên em rất là có tình cảm. Tình cảm với anh ý, vì anh chờ cũng không xuất ruột, cũng không dục bên em. Khi nào có bên hàng bên em sẽ về. Và bên em về bên em sẽ thông báo. Vâng, thì hôm nay bên em đang test cho anh đây ạ. Vâng, bưu điện làm vỡ của anh. Thật sự là vỡ rất là nặng. Và bên em rất là có trách nhiệm anh nhá. Vẫn đổi cho anh một sản phẩm hoàn toàn mới. Đó, thì cái đấy thì bên em cũng tâm sự với anh ý là vâng, giúp anh đang đánh. Tâm sự với anh ý là tiếc quá lúc đó anh không quay lại video của nhân viên bưu điện để em sẽ làm việc với bưu điện, và bên bưu điện sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng tiếc quá anh mang về rồi anh mới biết vỡ. Thì thôi, cái này thì là hai anh em cùng chịu. Thì em sẽ đổi cho anh em mới, và bên hai anh em sẽ cùng chung chịu cước cái đơn hàng vận chuyển sau này. Vâng, bên em đổi cho anh Thắng, bạn anh Tuân cái sản phẩm mới luôn ạ. Vâng, chúng ta cùng nghe nhé. Vâng, đó là cái lịch sử của cái súp JBL đen nano, cũng khá là vất vả và cũng chờ đợi cũng khá là lâu của anh bạn anh Tuân. Và bên em cũng rất là sốt ruột. Vâng, bên em vẫn treo luôn ở trên chỗ góc bàn làm việc. Vâng, thì có hàng về em thông báo với anh ngay. Vâng, thì anh Thắng, bạn anh Tuân thì cùng nghe nhé. Vâng, em sẽ bọc cẩn thận hơn nữa. Vâng, thì súp JBL của anh đang đánh đây ạ. Đen nano, hai phía bên hông đây được có làm hình cong tạo cứng cáp. Vâng, rất là bóng. Vâng, tổng cộng anh Tuân và bạn anh Tuân lấy của em là 4 con này rồi ạ. 4 con súp JBL đen nano. Nghe rất âm, rất là chất lượng. Xuất xứ rõ ràng. Vâng, hình thức thì cực kỳ là đẹp. Vâng, bên em làm ăn uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý. Vâng, bên em bán rất là nhiều các sản phẩm khác. Như trường hợp của anh Tuân, bạn anh Tuân lấy cho bên em súp JBL đen bị bưu điện vận chuyển vỡ, và bên em đã đổi cho anh một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Thắng, bạn anh Tuân nhé. Vâng, đã chờ đợi thời gian khá là dài để sở hữu cho mình một cái súp JBL đen nano. Vâng, hoạt động rất tốt ạ. Em tắt súp đi ạ. Vâng, rất mỏng. Giờ bật lên ạ. Rất lực. Đấy, rất lực luôn ạ. Cái này lỗ thông hơi phía dưới, em không thể cho cái tờ giấy xuống nó đánh được ạ. Vâng, các bác thấy không? À, đen bóng được in hình tất cả những cái đồ vật xung quanh. Vâng, các bác nào có râu nhiều có thể xoa gương và cạo râu được ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Thắng, bạn anh Tuân nhá. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra trên nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Như lần trước anh chờ giúp em khoảng 2-3 bữa nhá. Thật sự là rất rất cảm ơn anh Thắng, bạn anh Tuân.
Vâng, đã chờ đợi thời gian khá là dài do lỗi lầm của bên bưu điện ạ. Vâng, bên em làm ăn trách nhiệm và uy tín. Vâng, một lần nữa cảm ơn ạ. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra. Vâng, chúc anh Tuân và anh Thắng và anh Tuân gia đình sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.